Cô rất vui mừng chào đón các em đã quay trở lại với khóa học sinh học lớp 10 của trang web học trực tuyến olm.vn. Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học. Ở video trước, chúng ta đã được tìm hiểu hai nội dung. Thứ nhất, đó là các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học. Thứ hai, đó là các thiết bị nghiên cứu và học tập môn sinh học. Trong video này, cô và các em sẽ cùng nghiên cứu những nội dung còn lại, đó là các kỹ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học, tin sinh học, công cụ nghiên cứu và học tập môn sinh học. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên, đó là các kỹ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học được thực hiện theo các bước tạo thành một tiến trình và mỗi bước là một kỹ năng. Bước đầu tiên, quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu. Quan sát để trải nghiệm các sự vật, hiện tượng nhằm thu thập dữ liệu. Kết quả quan sát cần được lưu lại cẩn thận để sau này tiến hành phân tích và lựa chọn hình thức phù hợp khi trình bày kết quả đã quan sát được. Vậy còn việc đặt câu hỏi có ý nghĩa gì? Các em hãy tìm hiểu và cho cô biết nhé! Chính xác! Việc đặt câu hỏi rất quan trọng bởi dựa vào đó, người nghiên cứu có thể xác định đúng các vấn đề mà mình muốn tìm hiểu khi thực hiện nghiên cứu. Bước thứ hai, xây dựng giả thuyết dựa trên kết quả quan sát được. Đây cũng chính là những câu hỏi phỏng đoán mà thông qua đó, người nghiên cứu có thể định hướng được cách kiểm chứng giả thuyết và đưa ra kết luận. Bước thứ ba, thiết kế và tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết về vấn đề nghiên cứu đã được đề ra. Sau bước này sẽ tiến hành điều tra, khảo sát thực địa hay các thí nghiệm để thu thập các thông tin, số liệu từ nhiều người về vấn đề cần nghiên cứu. Việc này có thể được tiến hành bằng phiếu câu hỏi hay phỏng vấn tùy vào điều kiện hay mục đích điều tra. Và từ đó có thể kết luận, chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết. Vậy, nếu như giả thuyết đó bị bác bỏ thì chúng ta cần quay trở lại thực hiện từ bước nào? Các em đã trả lời đúng rồi đấy. Nếu như giả thuyết bị bác bỏ thì chúng ta cần quay trở lại thực hiện từ bước thứ hai, đó là xây dựng giả thuyết. Còn nếu như giả thuyết đó được chấp nhận thì chúng ta cùng đến với bước thứ năm, làm báo cáo kết quả nghiên cứu. Để tìm hiểu rõ hơn về các kỹ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học, cô và các em hãy cùng nhau đến với ví dụ sau đây. Khi quan sát hai chậu cây cùng loài được đặt ở hai vị trí khác nhau, từ đó câu hỏi được đặt ra là hình thái của thân cây có liên quan đến vị trí đặt chậu cây không? Đó là bước đầu tiên, quan sát và đặt câu hỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bước thứ hai, xây dựng giả thuyết. Nếu đặt chậu cây ở một nơi bất kỳ thì thân cây sẽ phát triển cong về phía có ánh sáng. Và để kiểm tra giả thuyết này, chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm trồng hai chậu cây cùng loài ở hai vị trí khác nhau. Có thể đặt một chậu cây ở gần cửa sổ và một cây ở góc cầu thang. Sau đó tiến hành quan sát và so sánh sự phát triển của hai chậu cây trong thí nghiệm. Từ đó đưa ra kết luận cho giả thuyết được đặt ra là đúng hay sai. Nếu như bác bỏ giả thuyết thì phải hình thành giả thuyết mới. Bước cuối cùng, làm báo cáo kết quả nghiên cứu. Trên đây là mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu, bao gồm lý do chọn đề tài, mục đích, giả thuyết, đối tượng, phương pháp và phạm vi nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, cuối cùng là kết luận và kiến nghị. Để luyện tập về các kỹ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học, cô mời các em trả lời câu hỏi sau đây. Chúc mừng các em đã trả lời đúng rồi đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tin sinh học, công cụ nghiên cứu và học tập môn sinh học. Tin sinh học là một ngành khoa học tìm kiếm, phát hiện và mô phỏng quy luật vận động của thế giới sống trên cơ sở phân tích nguồn dữ liệu sinh học thông qua các công cụ quản lý, xử lý dữ liệu trên máy tính và mạng Internet. Tin sinh học đòi hỏi sự cộng tác của các chuyên gia ở những ngành khoa học khác nhau, ví dụ như sinh học phân tử, hóa học, vật lý, toán học và công nghệ thông tin. Chúng ta có thể thấy,
tin sinh học được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu của sinh học, đặc biệt là di truyền học, và được ứng dụng trong đời sống. Ví dụ như việc dò tìm, phát hiện các đột biến gây ra các bệnh di truyền để từ đó phát hiện và điều trị sớm. Bên cạnh đó còn có thể so sánh hệ gen hay DNA nhằm xác định quan hệ huyết thống, truy tìm thủ phạm hay xác định quan hệ họ hàng giữa các loài. Không những thế, nhờ có tin sinh học mà người ta có thể quan sát cấu tạo và hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể, cũng như cơ chế thử phản ứng của các tác nhân như thuốc hay vaccine bằng các phần mềm mô phỏng. Tin sinh học còn giúp tìm kiếm các trình tự gen trong ngân hàng gen một cách dễ dàng trong việc nghiên cứu tạo và chọn giống di truyền, không cần tốn thời gian lai giống. Nhờ vào những ứng dụng tuyệt vời đó, tin sinh học đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong nghiên cứu và học tập môn sinh học. Để luyện tập phần này, các em hãy cùng trả lời câu hỏi sau đây nhé! Các em đã trả lời đúng rồi đấy! Như vậy, thông qua tìm hiểu, các em cần ghi nhớ hai nội dung chính sau đây. Thứ nhất, đó là các kỹ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học, bao gồm quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu, xây dựng giả thuyết, thiết kế và tiến hành thí nghiệm, điều tra, khảo sát thực địa hay tiến hành các thí nghiệm. Cuối cùng là làm báo cáo kết quả nghiên cứu. Nội dung thứ hai chúng ta cần ghi nhớ, đó là về tin sinh học, công cụ nghiên cứu và học tập môn sinh học. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web học trực tuyến olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học Trực Tuyến Olm nhé! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em!